Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, qua chương trình 5 phút Phật Pháp con được nghe mỗi ngày thật sự rất hữu ích với con. Kính cảm ơn Thầy đã kể mỗi ngày một câu chuyện Phật Pháp ý nghĩa và xúc tích để răn dạy chúng con. Con có một câu thắc mắc, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy. Con ở trong nhà trọ và thường xuyên mất mát những đồ lặt vặt, kể cả tiền bạc. Vậy có phải tiền kiếp do con ăn cắp của người khác không? Con Phật tử Diệu Hoàng. Kính thưa Đạo hữu Diệu Hoàng cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trong nhà Phật chúng ta có một câu đó là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết đời trước mình như thế nào thì hãy coi cái kết quả hiện tại của chúng ta ra sao. Muốn biết cái đời sau chúng ta như thế nào thì hãy xem hiện tại bây giờ mình đã làm được thứ chi. Thế thì hiện tại này đạo hữu đang rớt vào một cái tình trạng đó là thường xuyên bị mất cắp. Vậy thì có hai điều mà chúng ta có thể nói ngay bây giờ. Thứ nhất đó là mình có thể đã để những cái vật dụng của mình hết sức là hớ hên, cho nên mọi người mới có cơ hội nhìn ngắm nó và lấy nó. Chúng ta nên nhớ là những cái thứ mà con người ta tham đắm, tốt nhất là chúng ta đừng để cho người ta nhìn thấy. Vì đạo hữu đang sống ở trong một cái môi trường tập thể như thế, cho nên đừng có tạo cái cơ hội để cho người khác phát sinh nên cái lòng tham. Những gì mà nó khơi gợi nên cái lòng tham của người khác thì tốt nhất đạo hữu nên cất cho kỹ và đừng có để cho người khác có thể nhìn thấy những thứ đó của mình. Và thứ hai nữa đó chính là ngay nơi cái câu hỏi ấy, tức là chúng ta có mặt trong cuộc đời này một phần là vay và một phần là trả. Vậy thì tất cả những thứ hiện hữu nơi cuộc đời của chính mình đây, đó chính là yếu tố vay và trả trong cái đời sống vô cùng vô tận này. Có một câu chuyện hết sức dễ thương kể như thế này. Đó là vào thời của Đức Thế Tôn, có hai mẹ con sống chung với nhau. Người mẹ luôn luôn nói với người con là mẹ chưa từng mất bất cứ một cái thứ gì ở trong cuộc đời. Thế là một lần nọ đứa con này muốn thử lòng của mẹ mình, cho nên mới đem cái chiếc nhẫn vàng của mẹ đó mà quăng xuống ở dưới suối. Sau khi quăng cái chiếc nhẫn vàng đó xong rồi thì về nói với mẹ là: mẹ ơi, con đã lấy cái chiếc nhẫn vàng của mẹ mà quăng xuống ở dưới suối rồi. Bà mẹ nghe nói như vậy thì liền trả lời rằng: ta chưa mất bất cứ một cái thứ gì cả. Cái mà con quăng thì vài bữa nữa nó cũng sẽ trở lại với ta thôi. Vài bữa sau thì người mẹ đi chợ và mua vài con cá về. Khi mua về để làm con cá, lúc mổ bụng con cá ra thì thấy cái chiếc nhẫn vàng nằm ở trong cái bụng của con cá. Bà mới đưa cái chiếc nhẫn vàng cho con trai và nói với con là: con xem cái chiếc nhẫn vàng này có phải là cái chiếc nhẫn mà con đã quăng xuống dưới suối không? Đứa con trai này hết sức là ngạc nhiên và xác định rằng đây là một cái chiếc nhẫn mà mình đã quăng xuống ở dưới suối. Vậy là đứa con trai này hết sức là kinh ngạc, rồi đem cái câu chuyện này mà trình lên với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền kể một câu chuyện rằng: về thở xa xưa, mẹ của ngươi vốn là một người giữ của cho rất nhiều cái người buôn. Trong một năm nọ, vì cái thời tiết nó giảm đột ngột, cho nên tất cả những người trong làng đều phải chuyển đi nơi khác. Riêng cái bà lão này không có thân nhân gì hết, và bà cũng yếu cho nên không thể đi đâu. Bà quyết tâm ở lại mà không chuyển đi nơi khác. Vậy là tất cả những người ở trong làng đem hết tất cả những cái của báu của mình mà tới giao gửi cho bà, nhờ bà giữ giùm, để rồi sau khi mà thời tiết ấm, người ta sẽ trở về và nhận lại đồ đạc. Thế là một năm rồi hai năm trôi qua, tất cả mọi người đều chuyển đi nơi khác. Cho đến khi thời tiết ấm lại, họ sẽ trở về thôn làng. Khi họ trở về gặp bà lão này, thì bà lão này đã đưa ra hết tất cả những cái vật báu, những cái của báu, những vàng bạc của tất cả mọi người mà không mất bất cứ một thứ gì hết cả. Và Đức Phật nói rằng cái bà lão đó chính là mẹ của nhà ngươi bây giờ. Vì cái công đức đã giữ của cho người, cho nên bây giờ đây không hề mất bất cứ một cái thứ gì hết thảy. Thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, qua câu chuyện đó, chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi cái giáo lý nhân quả mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Dẫu cho chúng ta có làm bất cứ một việc gì, dù lớn dù nhỏ trong đời này hay đời trước, nó cũng vẫn không mất đi. Chỉ đợi một lúc nào đó nhân duyên hội tụ,
thì mình sẽ liền nhận cái kết quả mà mình đã gây tạo. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có được một cái nhìn hết sức là nhân quả để mình sống trong đời này một cách công bằng hơn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.